Tình cũ và bà xã Justin Bieber đối mặt nhau khi dự chung sự kiện. Cứ ngỡ sẽ liếc nhau chào mắt, nhưng hành động khiến cộng đồng mạng bật ngửa thân thiết như chị em ruột. Khi Hailey Bieber và Selena Gomez gặp nhau, mọi người nghĩ... Chị hai của em! Em gái của chị! Nhưng thực tế thì... Chuyện tình cảm giữa Justin Bieber, Hailey Bieber và Selena Gomez từ lâu vốn tốn không ít giấy mực của báo chí thế giới và được hàng triệu người quan tâm để ý từng nhất cử nhất động. Đặc biệt, dù Justin Bieber và Selena đã đường ai nấy đi trong nhiều năm, chàng ca sĩ 9X thậm chí có hạnh phúc mới, nhưng không ít khán giả vẫn nhắc lại chuyện xưa, khiến họ rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Hailey Bieber và Selena khiến dân tình siêu ấp siêu đau bởi phản ứng hóa học siêu bùng nổ trước công chúng trong một sự kiện. Cả hai người đẹp có dịp chạm mặt nhau trong một sự kiện được tổ chức cực hoành tráng tại Mỹ. Cả hai người phụ nữ được Justin yêu thương hết lòng được báo giới khán giả ca ngợi về nhan sắc khí chất. Bà xã của Justin Bieber, Hailey Bieber khiến thảm đỏ nơi đây xôn xao bởi trang phục quá đỗi gợi cảm quyến rũ. Nữ nghi mẫu 9X diện đầm khách áo màu nâu, khoe khéo body gợi cảm săn chắc cùng làn da nâu rám nắng. Không ít khán giả và giới truyền thông dành nhiều lời khen cho bộ trang phục siêu đốn tim của Hailey. Trong khi đó, Selena xuất hiện trên thảm đỏ với diện mạo tươi tắn rạng rỡ. Chủ hit Lost You to Love Me diện trên mình outfit màu đen rất thanh lịch trang nhã. Người đẹp sinh năm 1992 còn mix match thêm một bộ trang sức màu bạc lấp lánh bao gồm nhẫn kim cương và bông tai. Selena Gomez còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi sự thân thiện. Cô luôn vẫy tay chào tất cả khán giả cùng cảnh báo chí, khoe dáng trên thảm đỏ. Sự xuất hiện của họ trên thảm đỏ trở thành chủ đề nóng bỏng tay trên mạng xã hội. Do báo chí Hollywood nói riêng và nhiều nước nói chung, cùng nhiều người hâm mộ đã hy vọng muốn hai người đẹp 9X tương tác và cùng nhau chụp một bức ảnh. Sau cùng, cả Selena và Hailey không phụ lòng mong mỏi của mọi người khi xuất hiện chung khung hình, ôm nhau cực thân thiết. Trong những bức ảnh mới, tình cũ và vợ của Justin đều mỉm cười và nữ ca sĩ sinh năm 1992 thậm chí còn ôm eo nàng mẫu khiến cộng đồng mạng quán quéo vô cùng. Theo nhiều người dùng mạng, đây chính là khoảnh khắc lịch sử đập tan mọi tin đồn bất hòa của Hailey và Selena trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Có thể thấy cả hai người phụ nữ Justin Bieber từng và đang yêu hết lòng, không ngại ngần việc chạm mặt tương tác với nhau. Chia sẻ với người hâm mộ trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9 năm 2022, Hailey cho biết cô và Selena từng trò chuyện với nhau sau hôn lễ thế kỷ của cô và nam ca sĩ Justin Bieber. Cả hai người không có sự ganh ghét thù địch với nhau như nhiều lời đồn trước đó. Trước đó, chân dài 9X cũng không ít lần mong khán giả hãy thôi theo dệt bịa đặt những câu chuyện tiêu cực giữa cô và tình cũ Justin. Selena Gomez và Hailey Baldwin là hai cái tên luôn được cư dân mạng so kè với nhau. Nay cả hai còn bất ngờ đụng độ nhau trên ấn phẩm tạp chí khiến dân tình choáng ngợp vì phi sầu ngất ngây. Tạp chí Forbes từng công bố Selena Gomez là gương mặt ảnh bìa số tháng 4. Nữ ca sĩ chính thức trở lại với một vẻ đẹp đúng chuẩn công chúa Disney khiến dân tình phải sốt sắng. Tuy nhiên, Selena lại mất điểm trong lòng công chúng vì diện trang phục Saint Laurent nhưng không toát lên được khí chất. Hình ảnh Selena Gomez ở những trang trong tiếp tục theo đuổi sự nhẹ nhàng trẻ trung. Bức ảnh gây chú ý với fan chính là chiếc váy màu đỏ Gucci được thiết kế như áo dài Việt Nam. Các fan liên tục bình luận dưới bài đăng của nữ ca sĩ 9X về vấn đề này và nảy sinh nhiều tranh cãi. Trái ngược với Selena Gomez, Hailey Baldwin trên ấn phẩm tạp chí Elle số tháng 4 lại được cư dân mạng khen ngợi hết lời. Nhan sắc của cô nàng vẫn luôn đỉnh cao, thân thái chuẩn siêu mẫu. Hơn nữa, vợ Justin diện thiết kế của YSL đậm chất sang trọng, toát lên được tinh thần của trang phục và ghi điểm hơn hẳn Selena. Không chỉ gây sốt bởi ảnh bìa, những trang phục trong của Hailey cũng làm dân tình phải thốt lên kinh ngạc vì quá táo bạo. Diện chiếc váy xuyên thấu lộ nội y hay chiếc váy dây mỏng manh vừa gợi cảm vừa có chút mị hoặc, không hổ danh là nữ người mẫu đình đám. Bà xã Justin Bieber hoàn toàn chinh phục được sự khó tính của công chúng với bộ ảnh trên Elle. Có thể thấy việc Hailey Bieber và Selena Gomez đứng chung khung hình chụp ảnh thân thiết với nhau tại sự kiện chính là một động thái cứng rắn của hai nghệ sĩ dành cho những người luôn nghĩ họ mâu thuẫn. Thật hy vọng Justin Bieber, Hailey Bieber và Selena Gomez sẽ mãi giữ mối quan hệ hòa nhã, luôn tôn trọng và ủng hộ nhau trên con đường nghệ thuật.